Thế làm sao phải về? Thế con đi học phải ngoan chứ. Thế chiều cô đón sớm được không? À, đi tí về. Về đi ra đây. Ngồi lên ghế. Ngoan nhá, chiều cô đón nhá. Thế làm sao? Sao mà đi về? Qua đi về đâu, người ta đi khai giảng với nhau cơ mà. Bạn nào bảo đi về? Bạn sao mà bảo sao? Không về được nhá. Thế khai giảng xong rồi bố đón về được không? Thế ngồi vào chỗ đi.